Việt Thi. Ủa Hana. Ủa sao nhìn mặt bà buồn quá vậy? À tao có buồn vu vơ mà. Vậy thôi bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bà một câu chuyện để bà đọc nha. Tại vì thường thường mà nếu mà tôi buồn á thì tôi sẽ đọc truyện, nhưng mà câu chuyện này nó rất là đặc biệt và kiểu như nó hot lắm luôn á. Câu chuyện đó là vậy nè. Nó có nội dung đại khái là tình cảm học đường á. Nói về hai người bạn gái chơi với nhau, một nữ chính, một nữ phụ cùng yêu một nam chính. Nhưng mà nữ chính á nhờ nữ phụ giúp cho cái việc mà hẹn hò của nữ chính với nam chính. Trong lúc mà nữ phụ giúp á thì người nữ phụ đó lại phản bội tình bạn của nữ phụ lại nữ chính. Xong rồi cuối cùng mọi chuyện vỡ ra. Xong nam chính phát hiện ra nữ phụ là một người độc ác xấu xa. Nói chung là đại khái là kiểu người nữ phụ đó không có tốt lành gì, lúc nào cũng tỏ ra mình ngây thơ trong sáng để kiểu lấy lòng nam chính. Xong rồi một thời gian mọi chuyện vỡ ra hết. Xong nam chính kiểu chán ngấy nữ phụ luôn, xong đến với nữ chính. Mà kiểu nữ chính cũng là tiếp người mà nam chính thích á. Xong rồi nữ phụ còn bị kiểu như các học sinh trong trường khi dễ. Xong rồi nữ phụ phải chuyển trường luôn á. Tôi thấy là tôi không thích đọc truyện lắm á, cho nên là cứ đây đặt sau nha. Thì cũng được. Nhưng mà bà có thấy câu chuyện này nó giống tôi, bà với lại Winner không? Tôi là nữ chính, bà là nữ phụ, còn Winner là nam chính. Nhưng mà chắc bà không có giống như cái nữ phụ trong đó kiểu phá hoại tình cảm của tôi với Winner, hoặc là kiểu độc ác gì đâu ha. Thì tôi cũng đã hứa là tôi sẽ giúp bà đến với Winner rồi mà, bà cứ yên tâm đi nha. Cảm ơn bà nha, bà tốt quá à. Mình là bạn bè em. Việt Thi. Em chào anh. Anh là... Anh là Khoa. Anh là Khoa trên em á. À dạ. Em là Thi. Anh kiếm em có việc gì không? Anh có việc đang nhờ em giúp. Việc gì? Anh mới sáng tác ra một bài hát. Mà bài hát đó là anh dành tặng cho người con gái mà anh thích nhất. Nhưng mà anh thấy nó thiếu thiếu cái gì á. Việt Thi là con gái này, đại học rất giỏi nữa. Anh nghĩ em sẽ giúp được anh. Vậy em giúp anh nha. Dạ. Trời ơi, giúp người ta đi. Giúp đi Việt Thi ơi. Dạ, ok, em sẽ giúp anh. Ôi, có ai nói chuyện với Thi kìa. Đang nói rồi kìa. Ôi. Trời ơi, đẹp trai không? Dạ. Dù cho trời nắng hay mưa vẫn thích có ly trà sữa bên cạnh anh, thì khư khư trong tay là tách cà phê đắng ngang. Dù có bên nhau đắm sâu thì cũng đôi khi cảm thấy u sầu, hương vị đôi ta chẳng thể đến gần. Nhưng giờ anh muốn nói anh yêu em như Black Macchiato, yêu em như trà sữa Hokkaido, yêu em yêu mãi như yêu ô long và trân châu trắng. Anh yêu em một chút đắng trà non, yêu em là hạnh phúc trà sen non, ngọt ngào như lớp kem tươi. Nguyện yêu em đến suốt cuộc đời. Em thấy như thế nào? Em thấy bài này hay mà, ngọt ngào nữa. Em không thấy nó thiếu thiếu gì hả? Em thấy hay mà, đâu có nghe thiếu gì đâu. Đó là thiếu cái cô gái mà trong bài hát anh tặng á. Trời ơi, Việt Thi mà sướng quá à. Nếu là tôi chắc tôi xỉu luôn á. Em. Dạ. Anh rất là thích em. Em là bạn gái của anh nha. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Anh à. Để vui quá ha. Trời ơi, không ngờ. Sao tự nhiên lại có người tỏ tình với Thi? Ai biết đâu. Trời ơi, đồng ý đi Việt Thi. Nếu tôi là bà hả, chắc tôi xỉu vì sướng luôn á. Nhưng mà tôi và anh đâu có quen nhau đâu. Trời ơi, thì bây giờ cứ nhận trước đi rồi xong tìm hiểu sau, trước lại sau quen. Có gì đâu, chuyện đó bình thường mà. Với lại, hay là bà có người thích rồi nên bà mới không nhận hoa của ảnh. Chẳng lẽ bà thích Win? Hana,
thôi. Vậy anh với em làm bạn trước được không ạ? Được, được chứ. Vậy mình làm bạn trước cũng được. Dạ. Cái này là tặng em nè. Yeah! Anh Khoa, vậy là Việt Thi nhận lời đồng ý của anh rồi đó. Vậy thì xíu nữa anh dắt Việt Thi đi ăn uống cái gì đó nha. Vậy sau tiết học anh gặp hai tụi em nha. Bây giờ em có việc bận với lại em có lịch hẹn á, cho nên là chắc em không đi được. Giờ em đi luôn á. Bye bye mọi người nha. Hana. Vậy anh về lớp nha, sau giờ học anh gặp em nha. Dạ, chào anh. Cảm ơn anh. Nói gì coi, đi luôn vậy. Vô. Ê Việt Thi. Trời đất ơi. Trời, Việt Thi nhìn vậy mà cũng có người thích à. Ê, lãng mạn nha, tôi không tưởng mà từ chối. Trời, một tí mà bà đã có người tỏ tình là sao hả Việt Thi? Trời ơi, tôi mệt với ông bà quá. Thôi đi lên lớp học bài. Trời ơi, ngại gì. Hoa thơm quá. Hoa thơm quá. Anh làm tốt lắm. Đây là phần hôm nay của anh. Chuyện đơn giản mà em. Nếu như mà anh cưa đổ được Việt Thi thì em sẽ đưa thêm phần còn lại. Ok em.